Here I vow, Master. Your will shall be carried on. Các anh em ơi, ngày hôm nay vị tướng Helen chính thức được ra mắt rồi á. Các anh em đã trải nghiệm chưa nào? Trong video so sánh giữa Paina và Helen, chú Zoom đã nhận được rất nhiều comment hỏi là trang bị, ngọc, phù hiệu cho Helen. Thì ok, trong video này, chú Zoom sẽ hướng dẫn các bạn chơi Helen nhé. Bộ trang bị đầu tiên chú Zoom muốn giới thiệu đó là full tank cho Helen, phụ trợ và giày tùy trận nhé anh em. Giày thì chú Zoom ưu tiên giày kiên cường và giày hồi chiêu. Tiếp theo là áo choàng băng giá, khiên thất truyền, huân chương trời, phù chú trường sinh. Phù hiệu của Helen phù hợp với trang bị trên, đó là du hiệp, nhánh phụ là sung mãn và siêu hồi máu nhé. Phù hiệu này giúp anh em hồi máu nhanh hơn, đủ mana để sử dụng chiêu thức liên tục. Ngọc chuẩn nhất dành cho Helen là ngọc đỏ 10 viên tốc đánh máu giáp, ngọc tím 10 viên máu hồi máu tốc chạy, ngọc lục 10 viên máu hồi chiêu. Phụ trợ cấp cứu là hợp nhất cho Helen nhé anh em. Ok, thế là xong bộ trang bị full tank cho Helen. Tiếp theo chúng ta đến bộ trang bị full phép nhé. Với bộ trang bị full phép, đầu tiên phụ trợ và giày tùy trận nhé. Tiếp theo là trượng băng, đến dây chuyền lục bảo, đến mặt nạ Bezit, cuối cùng là băng nhẫn. Các trang bị phép này vừa có công phép, vừa có giáp, vừa có hồi mana cực nhanh, rất có lợi cho Helen. Vì sau khi cập nhật, Helen sẽ hồi càng nhiều máu nếu công phép càng cao. Tuy nhiên, nếu chúng ta lên các món phép như trượng bùng nổ hay vương miệng, thì máu chúng ta rất mỏng, dễ bay màu chưa kịp hồi máu. Phù hiệu cho bộ trang bị full phép này, đó là du hiệp, nhánh phụ là thánh châu, giúp hồi chiêu cuối cực nhanh và siêu hồi máu. Ngọc và phụ trợ vẫn giống với bộ trang bị trước nhé. Cuối cùng là bộ trang bị nửa tanh nửa phép, chú Zoom ưu tiên bộ trang bị này hơn nhé. Đầu tiên là phụ trợ và giày tùy trận, nhớ ưu tiên giày kiên cường và giày hồi chiêu nhé. Kế tiếp là mặt nạ Bezit, kế đến nữa là trượng băng, huân chương choi nếu tìm địch nhiều phép, không thì lên khiên thất truyền nhé. Cuối cùng là phù chú trường sinh, với bộ trang bị này, các bạn vừa có công phép để hồi máu nhiều hơn, vừa có lượng máu nhiều, giáp nhiều và hồi máu cực nhanh. Phù hiệu cho bộ trang bị này vẫn là du hiệp, nhánh phụ là sung mãn và sơ hồi máu. Vì bộ trang bị này chúng ta không lên dây chuyền lục bảo, nên cái sung mãn giúp chúng ta hồi mana để sử dụng chiêu thức liên tục. Ngọc và phụ trợ vẫn giống với bộ trang bị trước nhé. Ok, bây giờ chúng ta cùng test 3 bộ trang bị này ngay nhé. Đầu tiên là bộ trang bị full tank, chúng ta cùng xem nhé. Hồi máu khá ít đấy anh em ạ, dùng cả chiêu 1 và chiêu 3 cùng một lúc thì thanh máu chưa được nửa cây, nhưng nhờ phù chú trường sinh nên lượng máu về sau vẫn được hồi từ từ. Tiếp theo là bộ trang bị full phép, chúng ta cùng xem như thế nào nhé. Lượng máu được hồi rất nhiều luôn anh em ạ, dùng chiêu 1 và chiêu 3 thì lượng máu được hồi hơn nửa cây, gần đấy luôn, tuy nhiên không có phủ chú trường sinh nên về sau không được hồi máu nữa, chỉ nhờ hồi vào bằng ngọc thôi. Cuối cùng là bộ trang bị nửa tanh nửa phép, cùng xem như thế nào nhé. Hồi máu rất ổn luôn anh em ạ, có thêm phủ chú trường sinh nữa là ối rồi ôi luôn, gần như bất tử ư, đùa thôi nhé. Cho nên chú Zoom ưu tiên bộ trang bị này lắm nhé, vừa có độ trâu bò, vừa có công phép để hồi máu nhiều hơn, không sợ sát thủ sốc cái chết luôn không kịp hồi máu. Ok nhé, video đã hết rồi, các anh em còn điều gì thắc mắc hay có ý kiến góp ý, hãy mạnh dạn comment để chúng ta cùng thảo luận nhé. Ok, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Ai muốn chú Zoom làm về vị tướng nào thì cứ comment nhé. Bye bye.